Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thử thách rất là khó, khó nhất từ trước tới nay luôn. Bớt cái chữ ve mà ve moti rồi đi. Lâu lâu tạo cái không khí là 1, 2, 3 mình ve chung cái đi. 1, 2, 3, yeah. Sao không anh, trong cái lúc ve là nó chạy chữ trong đầu. Tại chưa biết nói gì hết. Tại vì ngoài biết con mới vô nghề mà. Rồi, bây giờ hai đội, mỗi đội sẽ được một cái thuyền thúng. Sau đó chúng ta sẽ lên thuyền thúng đó và phải tự chèo. Và đặc biệt phía sau rất nhiều tàu, tuy nhiên chỉ có một chiếc tàu có đánh dấu của chương trình. Và chúng ta phải làm sao tìm được tàu đó, lên trên tàu. Và trên đó sẽ có rất nhiều cá tươi và chúng ta sẽ bắt những con cá đó. Có tính số lượng thắng không? Đúng rồi, có tính chứ. Thời gian và số lượng ha. Rồi, mời gia đình mình. Đi, đi, di chuyển. You are now in the presence of a... Lắc dữ vậy. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Tạm biệt mọi người. Ngoại bên kia ta bơi được. Ủa sao bên kia ta đeo bao tay vô kìa ngoại. Ủa bên kia có bao tay, bên ta không có bao tay. Đây. Ra khơi. Đi rồi. Vô khơi ra. Ngoại ổn không? Mày ế đừng có ngồi lên. Ngoại cũng ngồi dưới ngoài luôn. Nhưng mà ngoại ngồi dưới sao ngoại chèo? Bên kia người ta chèo kìa. Nè lên, lên làm chưa? Lên nãy chưa? Sao đi? Đậu ở đây. Đậu ra sau lưng đi. Ngoại ơi! Kiếp nạn thứ. Help me! Cứu tôi với! Xuồng ba lá thì chèo dễ đấy con, cái này nó không có hướng đấy. Dạ. Chèo vậy lẹ hơn nha anh. Rồi anh cứ cố định ở đó đi, em bẻ lái trên này cho. Xây xong quá. Ê, mình đang trôi này ngoại. Thì trôi mà. Ngoại ơi, mình trôi nhưng mà mình trôi đi đâu vậy ngoại? Không biết nữa. Tìm một cái tàu là có dấu hiệu chương trình đi. Cái quan trọng là mình chèo được không? Thôi ngoại xuống đi con chèo chứ. Từ đừng giỡn đó con. Ngoại ơi, con đang ngồi trên giống như anh Hưng với lại đó, bên kia anh Hưng đang chèo kìa ngoại. Ngoại. Trời ơi, anh Hưng thật là mạnh mẽ quá đi. Ngoại ơi, sao mình đi vòng tròn vậy ngoại? Ngoại ơi, trong điều kiện khắc nghiệt mời ngoại nhìn vô ống kính lưu giữ những hình ảnh thật đẹp kìa. Đó, cười lên. Không biết lý do tại sao mà ngoại cứ cho thuyền quay vòng vòng thôi. Ngoại không đi tới được hả? Ngoại lắc bên hạ phải một cái, bên trái một cái. Ngoại ơi, mình vướng cái thúng này rồi ngoại. Đâu mình qua nè. Mình qua nó luôn đi ngoại. Hay quá ngoại ơi. Mình qua nó được rồi ngoại ơi. Hay quá ngoại ơi. Wow. Ngoại, chắc là thuyền trước mặt mình đó ngoại. Đề nghị mình kiếm tàu có dấu hiệu của chương trình. Ơi, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái tàu có đang đi nha. Dấu hiệu của chương trình. Tôi phải cứu đời mình thôi. Ngoại ơi, lấy tay đi ngoại, con đang chèo đi nè. Ngoại, đúng rồi ngoại ơi. Đúng rồi đó ngoại, hay quá ngoại ơi. Ngoại ơi, đúng rồi ngoại, mình lên đây mình đi ngoại. Mình đi qua hướng bên đây nè. Muốn bên đây nè. Muốn qua lắm mà không có bơi qua được. Đúng rồi ngoại, hay quá ngoại ơi. Bà con cô bác ơi, xuồng ai có dấu hiệu của chương trình cho em biết với. Dấu hiệu chương trình là dấu hiệu thì sao? Là logo chương trình đó ngoại. Hiện nay thì cả hai đội chú ý tới một cái tàu, cho nên là hai chiếc xuồng đang hướng về một hướng duy nhất. Đạm á, ngoài đi. Hey, lên đi ngoài, có logo không? Anh ngồi xuống trên thân ngồi. Rồi.
không phải tàu này, không phải. Không phải rồi, không phải rồi. Cái dấu hiệu dán ở ngoài tàu á. Đúng rồi, dễ thấy lắm. Đi 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 ngoại ơi, đi đi. Đi đi ngoại, kéo kéo lên phía trước ngoại. Trời ơi anh Hưng, anh Hưng giỏi siêu quá kìa. Đi từ từ. Đúng rồi ngoại ơi. Con tiếp tục chạy bên đây cho. Ngoài ơi, sao mà ngoài? Sao mà nhõng bé? Tôi không biết là chiếc của tôi nữa. Anh ơi, tàu mình là có bên chương trình cài cắm không anh? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Đại chiến ẩm thực. Không có hả? Có không anh? Anh cười cười thôi. Không có, không có, không có, không có. À, Robinson ngoài đảo hoang. Là mệt quá. Mày mệt quá hả? Trời ơi. Ngoại ơi, sao mình cứ đi vòng tròn nha ngoại? Mày tự được chưa như được. Ngoại dẫn một chỗ. Không có, con bám vô cái thuyền đi con. Kêu họ kéo, kéo đi mình đi. Bám vô, bám vô. Bám vô, bám vô, anh ra, anh xin ra. Thôi. Anh kéo lại đằng đó đi anh. Cái dây về, cái dây thừng vậy thôi. Kéo mình đi đó. Có một sự hỗ trợ đặc biệt. Bởi vì chiếc xuồng này chạy 15 năm rồi vẫn còn quay vòng vòng. Ngoại ngoại ngoài đồng kia. Ngoại ngoại ngoài ngồi bên kia. Cho cân bằng lại. Anh ơi, anh gì đây ơi? Trên tàu đó có camera đứng. Tại sao? Bình thường người ta đi đánh ghe đâu có ai mà có camera đứng sẵn. Chắc chắn là có chương trình cài cắm trước mặt mình nè anh. Anh chết với em. Hello. Nhìn có dán cái gì không em ơi? Có dán nguyên camera của chương trình kìa. Bơi đi ngoại. Ngoại bơi đi. Anh Hưng, người ta đi biển có đôi, còn em đi biển một côi một mình. Anh làm Vĩnh Hưng nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Hiện tại thì thời tiết đang rất khắc nghiệt, trời thì chuyển mưa, âm u luôn kìa. Thì đắm rồi, mọi người chạy đi, mọi người đi. Ok. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Anh ơi, đây phải tàu của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực không anh? Đúng, anh gật cái camera nhẹ giùm em cái. Kìa, lên, 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 lên. Rồi, lên, 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 dùm tàu đi, lên, lên. Nhanh. Nhanh ngoại ơi, ngoại. Lên lên liền, lên liền. Quăng cái xô cho em. Quăng cái xô lên. Quăng cái xô cho em. Đây 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 đây. Ôi. Ra. Đây 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 đây. Ôi. Ra. Ngay, đừng cái xô vô con. Ngay. Đừng cái xô vô con. Anh đổ 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 vô cũng đi. Nè 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 nè. Không có được. Lẹ nó đi về, lẹ nó đi về. Trời ơi, chiếc xuồng này nó chạy nè. Ê ngoại ơi, nó gì vậy? Nó ngoài rồi ngoại. Đủ không? Xa của mình rồi ngoại ơi. Ngoại tôi cướp đi. Rồi đi về, 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 về. Hết rồi, hết rồi. Về, 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 đi. Rồi, rồi. Ngoại ơi. Xong rồi. Ngoại ơi, bên kia cá nhiều quá. Ngoại ơi. Thôi, 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 xuống kìa. Ủa, ủa. Cho nó cân bằng để nó vô nước. Rồi rồi, ngồi ngồi ngã lại. Rồi. Kéo về. Kéo về. Rồi rồi. Ngoại ơi, ngoại kéo về, kéo về. Để nhìn cho kéo về. Kéo về luôn đi.
vô bến á là nhớ cho con 50 uống cà phê nha. Ok ok, cho con 50 uống cà phê anh ơi. Nha, mình kia vô đi. Vô đi anh, vô đi, im lặng đi, vô đi. Quay phim đi nhớ. Hả? Giờ 60 đi, 60 nha. Ok, 60 ngàn. 60 ngàn 20 cà phê. Đi vô vô anh. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Anh Hưng cố lên. Anh Hưng cố lên. Anh Hưng cố lên. Anh Hưng cố lên. Quá anh gian rồi. Ủa sao xa dữ vậy? Mệt quá. Ngoài ngoài hồi nãy giờ ngoài không nghĩ ngoài và vượt một chặng đường xa vậy đúng không? Ờ. Mình có nên múc nước cho cá vô đây okay, không? Được kệ đi. Cá muốn tao bán tao buôn. Bên kia cũng có người kéo rồi nha. Rồi, bơi lẹ hơn bên kia. Ê, vậy chèo vô đi anh. Để thua đó. Em ơi, chị chèo nhanh về đi, chèo nhanh về đi. 60, mình nhận tiền người ta rồi làm không được kỳ lắm. Vô rồi, góc bạo luôn đi. Ừ, tâm bên kia bơi quá trời kìa. Rồi, đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Thấy tội anh Hưng quá, anh Hưng ở dưới mưa kìa. Cái con này, ở đó coi cái đồi mình tháng không lơ. Anh Hưng ở dưới mưa kìa. Kệ nó, bộ chứ tao ở trên bờ hả, tao không mưa chắc. Nhưng mà dù sao ngoài cũng có dùng. Dù nè, không chui vô hồ giữa nè. Rồi ngoại vô đi, thắng lời dễ dàng nha. Trời ơi, tới rồi, vô được rồi. Ha ha ha. Có tiền 60 ngàn, tiền công kéo vô tới đây. Rồi đối thủ về rồi ạ. Để em xuống em là gì nữa. Trời ơi trời. Mỗi con mê trai kinh khủng khiếp, mê trai đầu thai nó mới hết mê. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mình kết hình lâu đài. Biết chèo được là hết giờ. Đoàn chúng tôi tìm ra tàu trước và đội bạn thì cứ thế mà ăn theo. Đúng rồi. Không những ăn theo chuyến đi mà chuyến về là còn ăn theo tàu của chương trình nữa. À, có người kéo về nữa. Thôi, mình đã quyết định treo cờ trắng ngày hôm nay rồi. Không, nhưng mà mình phải kiểm kê thành kết quả nè. Đúng rồi. Quan trọng là cá ai nhiều hơn. Rồi. Tới rồi. Tôi đã trở lại. Rồi, chị Bảy ơi, bữa nay bắt được mớ cá. Rồi, coi vui giùm em, chị Bảy ơi. Rồi, bây giờ, nói chung là một cái hành trình gian nan cực khổ với thời tiết rất là khắc nghiệt cũng đã hoàn thành. Nhưng trước khi đánh giá về cá, xin phép anh Hưng cho em được chen vô đây. Em đánh giá về đàn ông trước cái đã. Trời ơi, tao nói. Còn tao là cái gì? Sao? Không, em mượn. Sao mà có thể ngon dữ vậy? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi, em mặn không chị? Chị, em mặn không? Thôi, cố à. Rồi, coi. Ê, mày muốn. Bên này cũng tập tạ dữ lắm nè. Nếu mà ái ngoại mở cái hình lên con mới coi được. Rồi, bây giờ với một cái trí thông minh theo công nghệ AI thì đội của ngoại đã nhờ sự hỗ trợ của xuồng của Hot. Bởi vì người ta nói á, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đây, ở bên đây là đội của ngoại nha. Một con, hai con. Anh cầm bên Hưng, em qua em phụ chị Tám đi coi. Nhìn đội quá. Ba con. Coi trai làng nè. Rồi, bốn con. Trời ơi. Lẹp. Lâu đếm rồi chị ơi. Năm con hết rồi. Rồi. Đây, qua đây mình tự đếm luôn. Mình tự đếm qua đây luôn. Một. Móc vô hai cái mang nè, nó cũng quẩy được nè. Hai con. Là phải móc vô ha anh? Đúng rồi, móc vô. Bữa nào anh bắt em mà anh cũng móc vậy nha. Bốn. Ủa bạn ơi. Năm. Yeah. Ủa, hết chưa? Vậy? Năm phải không? Sáu nè. Bảy nè. Nói vậy thôi, chứ hai đội đều đồng số điểm đó là năm con. Tuy nhiên, đội về trước
là đội của ngoài Vũ Hà. Chỉ với 60.000 đồng đã thay đổi được tình hình, cho nên đội chiến thắng là đội của ngoại Vũ Hà. Bây giờ ngoại tuyên bố một cái gì nó giọng dạc cho cái phần thắng này của mình đi. Bởi vì khi đi thi ấy, học sinh phải đọc kỹ đề thi, đúng không? Đúng. Nói sao mới đầu đi ra là sao? Là đi ra chèo 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 thôi chứ không có nói cái gì hết. Cấm không có cấm nhờ vả hay là cấm trợ giúp ở phía ngoài. Người ta đi biển mà ví dụ mà cực khổ phải có người kéo chứ. Ngư dân người ta đầy đây, tại sao mà mình không nhờ? Với là đặc biệt là dân ở Vĩnh Hy là người ta mến khách lắm. Mến khách đấy. Đó. Mến thì không vô cái miệng mày đó. Không. Chương trình mình nhân dân quá trời quá đất vậy đó. Có cho nên là phải như vậy thôi. Nói cái gì nữa? Gì nữa? Chiến thắng thuộc về đội ngoại Vũ Hà và chị Nam Thương. Không sao bé, bé thắng là anh vui rồi. Từ sáng giờ mình thắng mấy lần rồi? Có hai lần hả? Không, nghe có hai lần là có hai game thắng. Chưa có hai game ngoại thắng có hai lần. Ôi, tội nghiệp bên kia quá ha. Ôi sao mà tới nhớ tới cái ngày mà mấy cái ngày trước đó, rồi mới tập trước rồi ngoài xem mà trời ơi thua mà sấp mặt. Tự nhiên bên ai cái thấy trời dễ dàng. Dễ dàng chắc mưa. Nó mưa rồi đó. Ông trời đó, trời ơi ông xúc động đó, trời ơi đánh mấy đứa gian xạo.